là Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang. Congratulations on the award this evening. How does it feel? Tôi rất là vui là Hà Giang của chúng tôi đã nhận được cái giải thưởng là điểm đến văn hóa của là những điểm đến hàng đầu của châu Á. Tôi rất là vui và hy vọng sẽ được đón rất nhiều các bạn đến với Hà Giang của chúng tôi.